kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội số tháng 10 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là nội dung chi tiết. Tỉnh đoàn Tuyên Quang vừa tổ chức chung kết và trao giải cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên Tuyên Quang năm 2019. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên tỉnh Tuyên Quang. Tham gia chung kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên Tuyên Quang năm 2019 có 15 ý tưởng đề án khởi nghiệp của các tác giả, nhóm tác giả. Đây là những ý tưởng đề án khởi nghiệp xuất sắc đã được lựa chọn từ 78 ý tưởng đề án qua các vòng sơ loại của cuộc thi. Tại vòng chung kết, nhiều ý tưởng khởi nghiệp có tính khả thi cao, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực khoa học công nghệ, nông lâm nghiệp, thủy sản, du lịch, dịch vụ. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các ý tưởng đề án xuất sắc. Nhóm tác giả Phan Hoàng Hải, chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh và Đinh Thế Lực, chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường với ý tưởng ứng dụng trong xây dựng mạng lưới nông nghiệp thông minh đạt giải nhì. Cuộc thi là hoạt động thiết thực góp phần xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh, đồng thời là sân chơi bổ ích, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tìm hiểu kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, tìm kiếm ý tưởng và xây dựng kế hoạch kinh doanh, trải nghiệm thực tế để rút kinh nghiệm cho bản thân. Đây cũng là dịp kết nối, vận động nhà đầu tư hỗ trợ nguồn vốn cho các ý tưởng, đề án khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang đã ban hành văn bản số 947 về phát động thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2019. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 với chủ đề quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đợt thi đua nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch thu, phát triển đối tượng, giảm số đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đưa tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp dưới chỉ tiêu giảm nợ bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Đồng thời khuyến khích, động viên toàn thể công chức viên chức, lao động hợp đồng trong toàn ngành bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung sức lực, trí tuệ phấn đấu thực hiện tốt nhất các mục tiêu thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao năm 2019. Qua phong trào thi đua, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân tiêu biểu để phổ biến, nêu gương và nhân rộng trong toàn ngành. Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành văn bản số 920 về việc phấn đấu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang giao kế hoạch bổ sung số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019 phát triển từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 đến 31 tháng 12 năm 2019 cho Bưu điện tỉnh và Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố theo chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao bổ sung tại văn bản số 3684 ngày 1 tháng 10 năm 2019. Căn cứ vào chỉ tiêu thu và chỉ tiêu phấn đấu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang có kế hoạch giao bổ sung đến từng xã và chỉ đạo bưu điện các huyện, thành phố tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời yêu cầu Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố tiếp tục phối hợp với đại lý bưu điện triển khai có hiệu quả phương án tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao. Để người dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Bình đã phối hợp với Bưu điện huyện Na Hàng, Bưu cục huyện Lâm Bình đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia. Đến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện đã vượt chỉ tiêu được giao. Thời gian qua, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp huyện đã chỉ đạo ngành chức năng và các xã trên địa bàn huyện tích cực tuyên truyền về chủ trương của nhà nước về bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội. Theo chỉ tiêu kế hoạch của Bảo hiểm xã hội tỉnh giao cho Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Bình đến năm 2019, vận động được 196 người tham gia. Đến nay toàn huyện đã có 242 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, vượt 46 người so với kế hoạch giao. Để tuyên truyền cho người dân nhận thức và hiểu rõ về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, cán bộ của Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Bình và Bưu điện huyện Na Hàng, Bưu cục huyện Lâm Bình đã tăng cường công tác tuyên truyền đến các thôn bản và hộ gia đình. Qua đó, người dân đã nhận thức rõ về lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bưu điện huyện Na Hàng và Bảo hiểm xã hội huyện Lâm Bình cũng đã tổ chức những cái cuộc tuyên truyền về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến với người dân trên địa bàn huyện Lâm Bình. Chúng tôi phối hợp tổ chức những cái hội nghị tại các thôn
tại các nhà văn hóa tại các thôn, tuyên truyền về chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội đến từng người dân, và qua đó thì người dân đã nắm được các cái chế độ chính sách về cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ngoài ra thì chúng tôi cũng còn trực tiếp phối hợp với bảo hiểm xã hội huyện là đến từng hộ gia đình để nắm bắt cái nhu cầu và cái nhu cầu đóng bảo hiểm của họ, để tuyên truyền cặn kẽ hơn cho họ nắm hiểu biết được. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do nhà nước tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, do người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân để hưởng các chế độ theo quy định. Người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu theo quy định, được trợ cấp một lần và tử tuất, được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế khi nghỉ hưu và hưởng quyền lợi khám chữa bệnh như những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đặc biệt, loại hình bảo hiểm này có nhiều ưu việt trong việc giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, giúp họ bảo đảm thu nhập, ổn định cuộc sống cho mỗi người khi hết tuổi lao động. Bảo hiểm tự nguyện này cho lợi ích cho bản thân và cho mọi người. Đấy. Ai cũng hưởng ứng, vì cái bảo hiểm này nó cũng nhiều cái mức đóng. Đấy. Ai có điều kiện thì đóng mức cao, ai không có điều kiện thì nó mức theo đóng theo khả năng của mình. Đấy. Người dân cũng rất yên tâm vì tin tưởng vào cái bảo hiểm của nhà nước. Từ năm 2018 đến nay, người dân đang tham gia hoặc bắt đầu đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đây là điều kiện để huyện Lâm Bình nói riêng và các địa phương trong tỉnh tiếp tục phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tại huyện Hàm Yên, từ việc tăng cường công tác tuyên truyền trực tiếp đến người dân, đổi mới và đa dạng hình thức tuyên truyền, cùng với sự vào cuộc tích cực của bảo hiểm xã hội và bưu điện huyện, đến tháng 9 năm 2019, huyện Hàm Yên có trên 950 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đến tháng 9 năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Yên phối hợp với Bưu điện huyện đã tổ chức được 18 hội nghị tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, khai thác tăng thêm trên 500 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019, có tổng số trên 950 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 137% kế hoạch bảo hiểm xã hội tỉnh giao và đạt 190% kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện giao năm 2019. Bưu điện huyện Hàm Yên có cái lợi thế là tất cả các điểm xã đều có điểm văn hóa xã, thì tận dụng vào những cái cơ sở đấy thì Bưu điện huyện Hàm Yên là tất cả các xã đều có đại lý. Ngoài ra, những cái đại lý của điểm văn hóa xã, nhân viên điểm văn hóa xã, thì còn phát triển thêm những cái đại lý là ở trường học này, hay là những cái hội chi hội ở thôn xóm xã, để cái hệ thống đại lý nó được rộng, trải rộng hơn. Bưu điện huyện Hàm Yên và Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Yên hàng tháng đã xây dựng kế hoạch để tuyên truyền tới tất cả các thôn xã trong địa bàn huyện, đặc biệt là những vùng sâu vùng xa, để cho bà con nắm và hiểu biết về cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện theo nghị quyết 28 của chính phủ. Được tuyên truyền và thấy được lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhiều người lao động tự do ở huyện Hàm Yên đã chủ động đăng ký tham gia, đồng thời tích cực tuyên truyền và vận động những người thân trong gia đình và người dân cùng tham gia để được hưởng lương hưu theo quy định, được trợ cấp một lần và tử tuất, được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế khi nghỉ hưu và hưởng quyền lợi khám chữa bệnh như những người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bảo hiểm xã hội huyện Miên 8 tháng đầu năm đã phối hợp với Bưu điện huyện tuyên truyền về cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đến toàn thể người dân trên địa bàn huyện Hàm Yên, đã giúp cho người dân hiểu hơn về cái chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, để từ đó người dân sẽ hiểu hơn và tham gia cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Kết quả trong phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Hàm Yên cũng cho thấy sự phối hợp ngày càng chặt chẽ và hiệu quả giữa bảo hiểm xã hội và bưu điện. Đặc biệt là việc đổi mới công tác tuyên truyền trực tiếp đến người dân đã giúp cho việc khai thác và phát triển đối tượng tham gia. Còn tại huyện Sơn Dương, phát triển mạng lưới đại lý thu và đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng truyền thông cho nhân viên đại lý thu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Dương đẩy mạnh thực hiện, nhằm mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Hơn 10 năm làm đại lý thu, bà Trịnh Thị Hằng ở xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương luôn là chiếc cầu nối tư vấn cho hàng ngàn hộ gia đình hiểu biết về lợi ích, sự cần thiết của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Bình quân mỗi năm bà đã vận động hàng trăm người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tôi đến tận thôn để tuyên truyền cho bà con. Thế thì sau khi nhân dân hiểu biết được ấy, thì tham gia đầu tiên cũng rất ít thôi. Nhưng sau dần dần cứ người nọ truyền người kia thì đến giờ phút này thì cái hiệu quả rất là cao. Hiện nay trên địa bàn huyện Sơn Dương có gần 90 nhân viên đại lý thu thuộc hệ thống bưu điện, ủy ban nhân dân các xã. Nhân viên đại lý thu đều được tập huấn kiến thức kỹ năng truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các đại lý thu trực tiếp là những người tư vấn, giải đáp các thắc mắc cho người dân về các loại bảo hiểm. Thông qua các nhân viên đại lý thu đã tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan bảo hiểm xã hội có kênh khai thác tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hiện tại, các nhân viên đại lý thu đã tuyên truyền vận động được gần 1.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và trên 15.000 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Khi mà lựa chọn đại lý thì chúng tôi cũng xác định luôn là phải tìm những đối tượng, lựa chọn những cái đối tượng mà cũng phải hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội cũng như là bảo hiểm y tế và gắn với lại cái địa bàn là người cư trú ở chính cái địa phương đó. Việc thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống đại lý thu đang góp phần mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từng bước hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Sơn Dương. Trong 10 tháng năm 2019, toàn ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của cả năm 2019. Trong chương mục hôm nay, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hà Thị Nhung, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh về nội dung này. Trước hết là xin được cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Xin đồng chí cho biết đánh giá về một số kết quả nổi bật của toàn ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang trong 10 tháng năm 2019. Thực hiện chương trình công tác của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang cũng như là căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, thì ngay từ những tháng đầu năm 2019 thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang, từ lãnh đạo Bảo hiểm tỉnh đến toàn thể cán bộ viên chức trong đơn vị thì cũng đã tập trung nỗ lực để thực hiện các giải pháp đồng bộ và trọng tâm nổi bật nhất để tập trung vào thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Và tính đến 10 tháng đầu năm 2019 thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang đã thu được 1.095 tỷ, đạt 74,5% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Và năm 2019 thì chúng tôi cũng đã tập trung vào cái việc khai thác, mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2019-2025 của tỉnh Tuyên Quang cũng như là của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang. Thì tính đến 10 tháng đầu năm 2019 thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang đã có 3.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong 10 tháng đầu năm. Và hiện nay thì số người dân có thẻ bảo hiểm y tế là chiếm 94,56% dân số trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng được bảo đảm. Và Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang thì đã rất là tích cực và đã kiểm soát được mức chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bất hợp lý tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Và việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động cũng như người dân thì được đáp ứng và đảm bảo kịp thời. Và chúng tôi cũng đã có những cái giải pháp để tích cực trong việc thẩm định giải quyết các chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe đối với lại người lao động. Trong những cái kết quả mà ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang đã đạt được thì phải để kể đến công tác truyền thông, đặc biệt là sự phối hợp của các sở ban ngành liên quan cũng như là của bưu điện tỉnh đối với cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến đối với người dân. Và đặc biệt là chúng tôi cũng đã tổ chức được các hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại đến người dân để người dân hiểu biết hơn về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Còn đối với cơ quan bưu điện thì Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng như cơ quan bưu điện thì đã tích cực phối hợp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và đồng thời đã thực hiện tổ chức được 146 hội nghị và kết quả 10 tháng đầu năm này đã có 2.253 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Song song với việc thực hiện công tác mang tính thường xuyên như tập trung vào là giải quyết thu, giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, rồi công tác giám định,
thì chúng tôi đã tập trung vào là công tác thanh tra kiểm tra để giảm nợ đọng, rồi giảm chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Và từng cán bộ công chức viên chức của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang thì cũng đã tập trung trí tuệ để nỗ lực làm sao mà từng cá nhân một phấn đấu để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của Bảo hiểm Việt Nam giao cho. Vâng, như đồng chí đã cho biết, một số kết quả nổi bật của ngành bảo hiểm xã hội trong 10 tháng năm 2019, chúng tôi cũng được biết là Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã phát động đợt thi đua nước rút để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra của năm 2019 đối với 3 tháng cuối năm còn lại. Vậy thì đồng chí có thể cho biết rõ hơn cái nội dung này. Đối với lại việc phát động phong trào thi đua của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang thì cái nội dung này đã được chúng tôi quan tâm và chú trọng ngay từ đầu năm. Đối với công tác phát động phong trào thi đua thì không chỉ là phát động trong cả năm, phát động trong 6 tháng thì chúng tôi còn tập trung mà phát động thi đua nước rút trong 3 tháng cuối năm, thì thường được thực hiện vào từ 1 tháng 10 năm 2019 cho đến hết 31 tháng 12 2019. Thì với cái chủ đề quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thì những nội dung này thì đã sau khi phát động thì sẽ được các trưởng phòng nghiệp vụ cũng như là chánh văn phòng tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức viên chức trong đơn vị, không những thực hiện tốt nhiệm vụ mà phải giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới cũng như là việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Và đồng thời thì từ nay đến hết năm 2019 thì lãnh đạo Bảo hiểm tỉnh cũng như tập thể Bảo hiểm tỉnh cũng đã tăng cường các giải pháp để tập trung vào, thứ nhất là thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao như chỉ tiêu thu, chỉ tiêu giảm nợ, chỉ tiêu khai thác và phát triển đối tượng, rồi việc đảm bảo thẻ bảo hiểm y tế kịp thời. Ngoài việc đã cấp đầy đủ thì phải thẻ bảo hiểm y tế phải được đảm bảo kịp thời để người dân đi khám chữa bệnh để đảm bảo quyền lợi. Và tập thể thì đoàn kết giữ vững cái truyền thống của ngành bảo hiểm xã hội cũng như là bảo hiểm tỉnh Tuyên Quang để hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập ngành. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục Bảo hiểm xã hội số tháng 10 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.